bắt đầu đoàn tiến thẳng về điện mùa hâm nha quý vị. Đoàn này có 200 người ơi. 200 mấy, hello, chào mọi người. Vui quá. Vui quá, vui phải không? Trải qua ngàn năm giặc Lào, trăm năm giặc Pháp, 30 năm giặc Mỹ, Việt Nam vẫn là Việt Nam. Việt Nam bắt chiếm tự nhiên thành vô tranh tự nhiên đất. Nên mình phải tự hào, mình là người dân đất Việt, con dân đất nước Việt Nam. Đi đâu, ở đâu cũng có dòng máu chảy, bảo vệ biên thì là trách nhiệm của người dân chúng ta. Màu hồng trong bóng dần gió bay, sương tỏ trăng trồng trôi rạng đài, bóng xe ta ta về núi ngộ. Thì hôm nay bắt đầu đoàn sẽ đến hang điện chính quý vị. Đây là hang điện chính. Thì từ chỗ này chỗ kia là không mệt không xác. Quý vị mà tu đi về cái đời đó là có xe tiên thấy giúp dạy đó quý vị. Chừng ấy quá đoàn quá đông quý vị. Để ông đạo sẵn đọc giảng nha. Đọc giảng nha. Đọc giảng nha. Rồi bà con mình trồng dây chiến rồi đi quý vị. Và tôi sẽ giới thiệu quý vị ra cộng đồng. Có một cuộc giảng viên cũng thường đi nước Trà Lân gọi là qua Campuchia đó, đọc cho những cái người viên người Campuchia nghe, nhưng mà người ta không hiểu lời Việt, ông này không biết dịch lời Việt, thì ông chở về Việt Nam ông đọc lại cho bà con người Việt Nam nghe nghe. Thì để cái đó vui chừng xin mời quý bạn để đứng ra mình gặp gỡ bà con. Qua lời vàng trong ngọc của đức thầy, quý vị tắt máy xe, đậu xe vô hết để cho bộ máy chúng mình đi tiếp. Rồi qua giọng đọc một giảng viên đọc từ nước ngoài trở về Việt Nam, quý vị con chàng tháo tay à. Rồi lên lên lên. Quý vị thì đây là cái gì cũng như tức là đây là cái kính đó, cái kính tức là hàng gắn thôi. Thì trời mưa thì có thể xuống được. Lâu do từ đâu là nhất là dưới là dê lắm. Đây đoàn của tám dưa leo quý vị. Thì đối với thì thời gian còn tổng lại thì chúng tôi có được cầu cho đồng đạo Dũng bên đây để cầu chuyện qua những lời ý nghĩa trong chuyến đi ngày hôm nay. Ở đây chúng tôi xin đọc lại một cầu xin kính mời tập chúc phía sau. Tôi Dũng mở lời chào hết tay ạ. Yeah.
Giang, sáng giờ có đọc chưa? Hả? Sáng giờ đọc hả? Đoàn đông lắm quý vị, đoàn đi tới 250 chục người lận. Sinh hoạt cùng bà con, xin mời bé dưỡng cũng là một giảng viên ngôn tú trong làng đạo, hy sinh về đạo, chuyên lên sớm về lòng giảng để dọc lòng dọc tâm chồng chia sẻ trao truyền cảm cho bà con. Mời huynh bé dưỡng để lên chuẩn bị đọc lại lời cho một quý thầy. Quý vị cổ vũ cho chàng tháo tay thật lớn à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì hồi tối giờ cũng có lỗi bà con mình cũng có công việc chút đỉnh nên thành ra hồi tối không có qua đoàn, nhưng mà trễ rồi. Qua lúc đó là chú ba lên nói chuyện là thành ra hai lên YouTuber của bà con mình. Hai lên YouTuber cũng sẽ theo đoàn mình. Thì hôm nay qua cái đoàn kính thì điện kính hai điện kính thì đại diện cũng xin cục dù bà con mình trong đoàn sống thì biết thầy cũng bài như những ngày qua mời quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Huynh bây giờ ngồi nghỉ những ngày qua lòng tôi là không chẳng nhớ nhà. Đại
về núi ngồi trong chân ông ta về tù ngay ông hỡi khách cha khách xe dùng dây đã nâng dâng sắm cho vinh hoa phú quý chẳng thèm phút chốc vui mừng ngà cuộc chiến mặt thơm sầu bi tình yêu nhân loại càng thêm đậm có lẽ chân dần lúc anh thì xúc động tâm hoài gọi chúng sanh tốt ly cảnh tốt sớm tu hành giác thiền đến đón đưa người thấy chẳng nèo lời dân Nam Mô Di Đà. Hay không quý vị? Bà con quý tôi đó nghe, nói thiệt bà con thiệt đó, chứ không phải là mình đó, tự khoe nghe. Chú lớp trưởng tôi đó, bà con thì không có đó. Tại bà con tôi là bà ba của Úc trưởng cũng là gia chị, thành nữ là ổng gia chú rồi, nếu không bà kia người kia mà lớn là gia bác. Không, bây giờ không để dính động thời gian nhé, thời gian mà vàng bạc để tiếp tục chương trình, cũng xin giới thiệu quý vị một tu sĩ mà 17 đứa này ai cũng biết danh, đó là hồi xưa là ông Đạo Sơn mà bây giờ là ông Đạo Dũng. Xin mời ông Đạo Dũng, ông đang nói chuyện liên hệ. Thì anh Vinh Dũng này với Vinh Dũng này cũng nắm tay để kết đầu cùng đi núi, cùng chia sẻ những lời mà một là để đọc lên những giọng đọc ngọc ngà của Đức Thầy truyền lại cho tín đồ chúng ta. Thì chắc thấy Vinh Dũng cũng đã chuẩn bị xong. Mời Vinh Dũng, đây là anh Đạo Dũng, xin mời sư huynh để lên chia sẻ cùng bà con đây điều thật đáp. Mời quý vị cổ vũ cho anh chàng pháo tay ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa chủ quán cũng như các đấng thiêng liêng, sau kính thưa bà con kính mến, giờ đây cả phái đoàn chúng ta đi với phái đoàn tám dư leo dẫn bà con mình đi cúng mấy ngày nay, các huynh đệ luân phiên trao đổi cùng nhau để tặng bà con mình coi như một món quà. Nhưng cáo lỗi bà con mình qua nay không có đi trực tiếp được, bữa nay là đi trực tiếp đưa bà con mình tới nơi về tới chốn, qua nay bận công việc riêng. Cho nên mong quý vị mình hoan hỷ, chúc phúc cho quý vị mình vào buổi sáng tốt đẹp, an lạc và thành công à. Và nãy ông Đạo giới thiệu tôi lên đây nói gì vậy? Thưa toàn thể chú quý vị, muốn nói gì nói phải không? Dạ, muốn nói gì nói, còn không thì bà con mình tự hỏi.
giờ muốn nói gì nói cả lịch sử cho bà con đến đây mình nghe một chút đi. Rồi hả đi vào cháu Dũng, đại Dũng chỉ tặng bà con mình khoảng nói 20 phút thôi. Sao sao em? Mình đi dài dài tới nữa còn nhiều chú bác, nhiều anh em tiếp tục chia sẻ mình nữa. Em với Bi đi ở đây. Thì ở nơi đây gọi là hang điện kính và cũng có một cái điện để cho chúng ta cúng. Tại sao gọi là hang điện kính? Tại vì vào thời kỳ tạo thiên lập địa, vào thời kỳ của Lỷ Cô Le, không biết năm nào, không có nhớ năm nào. Dạ, nhưng mà cái hang này, nhưng mà cái điện này và có cái hang này đó rất là đặc biệt, nhất là mọi người đi đến nơi đây đều bị lạc lối hết. Vì hồi trước đây nghe nội tổ kể lại, vì nội tổ đã hơn 100 tuổi rồi có kể lại, tức là cái chỗ này đó là mây phủ tư bề, không phải đến hang điện kính mà dễ. Mấy trăm năm về trước cái chỗ này tất cả các tấn thiên liên người ta trở về, người ta ngự ở đây và các vị tu ở trên non núi này ở đây. Mà nếu trần gian mình mà đến nơi đây hoài người ta tu đâu có được. Giống như mình là mình đến như vậy là rồi ai ngồi thiền định cho nổi, gian dội cả trời đó. Rồi sao ta thiền định tu tập gì? Nhưng mà nơi nào có con người đến nhiều quá thì nơi đó các vị ta sẽ ăn lắm. Cho nên điều này á, mỗi người đều đến nơi đây đều bị lạc lối hết. Giống như các tấn thiên liên giấu cái chỗ này không cho mình đi vào, chỉ thấy nguyên một cái cụm mây cha trắng xóa ở trên cái vùng này thôi và không ai biết cái điện này đâu. Nhưng lần lượt rồi cái thời gian tạm như cái số của con người tới á, cái duyên nghiệp đến của cổ dương đến các ngài lần lượt mới chỗ này trời quang mây tạnh làm được con người nó dẫn đi đến được nơi đây. Từ đó về sau nó đặt cái hang này gọi là hang điện kính hay hoặc là điện kính để cho cô bác anh chị em mình cúng, để cho mình đến tham quan viếng. Nhưng mà lâu lâu du lịch một lần biết thêm phong cảnh xa gần nước ta, ở nhà cũng tốt vậy mà, nhưng đi mới biết đâu là kỳ quan, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, đi cho biết đó biết đây, ở nhà làm lụng lay quay rồi già. Bà đi bà trẻ hoài, bà theo tám dưa leo là bà trẻ hoài. Dạ. Còn bà ở nhà là rồi lay quay bà già bà buồn. Bà cụ kia bà ngồi phải trang cái bộ chẳng vạt gần Tết, nhà bà có làm bộ chẳng vạt. Bà ngồi trên đó ngoái chầu bà ăn nhóc nhóc. Ngay thì ngàn tôi mất tôi. Bà nói ông đạo, ghé lại nói chuyện vui chơi ông đạo ơi, buồn quá. Ngồi hết bà chống càm gì nè, cái tay bà chống càm mà bà ngồi cái kiểu mạch thảm não lắm. Gần Tết tới nơi rồi. Hỏi bà hai, Tết nhất thì sao bà buồn dữ vậy? Ủa chồng bà không có lì xì cho bà sao? Ủa bà thiếu nợ chưa trả tiền hay gì? Ta đòi bà mà buồn cái gì? Nói đầu đó, ta nói vậy chứ sao bà buồn, Tết nhất ai cũng vui hết sao bà buồn? Bà nói vậy chứ không buồn sao được ông đạo? Chiều chiều lo bảy lo ba, lo cao chỗ muộn lo già hết duyên ông. Hết bao nhiêu tuổi rồi? Bà nói mới có 72 lần qua nở à. Hôm nay 72 lần qua nở mà bà sợ hết duyên. Bà cố ơn. Nói bà bây giờ cầu 72 lần qua tàn thì có. Chiều chiều lo bảy lo ba, lo cao chỗ muộn lo già hết tu. Sợ già tu không được thôi. Chứ bà hồi đó lúc 17-18 tuổi bà quýnh kem sắn ẩn cái mặt lên rồi, nó đẹp rồi. Má hồng ẩn lên rồi. Ghe lũng chìm tàu chim xa cá lị, bà đi ngang cầu là cá nó cào lên nó chết. Là nó nhìn nó ganh tị cái sắc đẹp của bà vậy đó. Còn bây giờ hả, bà quánh từ ba hũ nó mới lì nổi ba cái sống thằng này. 70 mấy tuổi mà tối ngày bà chét cái mỏ bà đỏ lè hoài đó. Hết tham cuộc đời. Ủng hộ cho bà một chàng của ta. Bà nói à, ông đạo ơi, tu thì tu, nhưng ông phải cho tôi đẹp một chút thì tu mới được. Cho nên quý vị mình đừng có buồn, tu phải đẹp mới được. Tu xấu quá giống như tặng ai dám tu. Nhưng quý vị mình
biết đó là mình ăn cơm nè, uống nước nè, ăn cháo rồi này kia là đều có tay của ông Tẳng trong đó hết trơn. Rất là giỏi, rất là nhiệt tình, tiện ở đâu cũng chạy tới hết, nhất là tấm bông qua hay hoặc đi đòn, không có biết nấu trời đất, không biết nấu gì trơn á, nhưng mà điện là chạy tới ủng hộ hết mình, ủng hộ cho chàng có tay. Ở có anh lát về chữ tám cốt. Nghĩ làm sao không biết nấu để người khác nấu, phụ nữ nè đảm đương không nè, cái gành cả nấu cả nhặn cái kim hoàng không có điện khác. Rồi sẵn đâu rồi. Bà con nào nhiệt tình đãi tôi ly cà phê sữa đi, chiều nay nấu cơm không khét. Má tao nấu cho cơm khét, tại vì đi trong đoàn không ai đãi tao ly cà phê mà không cho. Tao nấu cho cơm khét. Tôi nói ông đi làm từ thiện, vậy là ông mắc phước, có ly cà phê mới làm từ thiện. Vỗ tay. Đây là rất là nhiệt tình. Bà chủ quán ra cho ly cà phê. Có nhiệt tình lắm nha. Ba ngày mua đồ chưa thay, nấu ăn cơm ngon lắm nha. Trời ơi, da nó tự nhiên lặp bài ra. Nấu canh chua khỏi cần để me nghe. Đây kể tặng cho bà con mình nghe. Chiều tôi đãi cho 20 ly cà phê, đựng chữ bất tử nha. Đi đoạn gì nè. Người nghỉ ngộ không có biết chữ mà hé xin số điện của ai gọi là điện Nghi Giang, là ai đó mò mò sao điện Nghi Giang người đó xin được. Bà già 69 tuổi xin số điện thoại 69 tuổi của bà già thì thôi xin số điện thoại có liên hệ gì buổi chiều đi không, 12 giờ kia điện bà già mới chối với bà tưởng đâu chuyện nhà có cái gì, con cái nó điện nó báo cáo cái gì, cô hắn hồn già mặt hồ gì bấm cái điện thoại nghe alo bà hai ngủ chưa. Vỗ tay vỗ luôn đi. Bà hai ngủ chưa? Ở đây dịp bắt mày 12 giờ khuya mà mày hỏi tao ngủ chưa? Ngộ nghĩnh đi lắm. Có chiếc xe cúp đít đó. Có chiếc xe anh ta đó đó. Mà làm giống như là cái hàng xén ở trên xe. Cái hàng rào á. Ừ, ở trên núi này người ta điện xuống là thốt nốt ở dưới, đặng xuống dưới tiếp nữa, phơi đồ đâu có kịp, dùng mùa mưa phơi đâu có khô. Bắt đầu chạy văng dây ở trên xe cả nè, cái dựng lên ở đây một đường, bên đây một đường. Ha, quần này áo nọ khô mực gì cả máng tá lả trên xe. Đã chạy khóc khô, ông An nó gặp thở cái quét. Dừng lại hỏi dĩa cha, chỉ có ổn không? Vỗ tay vỗ đi chị. Công an mở dám hỏi là ổn không? Công an nó hỏi ông Tặng á ổn không? Nó sao ổn? Mà mấy người không ổn mà nói không ổn không có chịu. Sao không ổn? Tôn gì mà không ổn ha? Nói à, cha ổn cho cha phơi đồ kiểu kỳ vậy. Cha chạy xe, cha phơi đổ trên xe, cha làm cái hàng rào trên xe. Phơi đồ khóc khô, khóc khô. Tưởng đâu cha đi hát bội ở đâu. Khổ hết sức rồi. Rồi cái cha lớn tuổi hơn, cái gì á, chứ cũng đâu gần 50 tuổi rồi. Già đó. Mùa dịch mấy lần mà chưa đi. Cha đi Đà Lạt trước mình. Cha mới nói à, ê, ở trên Đà Lạt đó có ngôi nhà ma, có hai chị em con nhỏ đó đó, cha mẹ ở nước ngoài mà nó lên đây nó nghỉ dưỡng, con chị đau bệnh chết trên đây, con em đau bệnh chết luôn, cha mẹ ở nước ngoài thấy tội nghiệp quần lợi trong cái hai cái linh cũ để trong nhà luôn, người ta ướp xác nó để trong nhà luôn. Chiều nay ổng có cái bệnh không có kêu huynh đệ, không có kêu anh em, kêu mày với tao không mà ngộ đó, cái bệnh vậy đó. Thì thôi mình biết ổng vậy rồi mình đâu có tiền phải bạn đồ tu không mà kêu mày tao không đó. Ừ, cái áo là cái áo nhà tu mà cái mặt là cái mặt tu hồn. Kêu mày tao không mà, nhưng mà cũng dễ chịu. À, tôi nói muốn chết thôi, đãi tám dưa leo. Cho nên trong lúc này đó, cái ổng nói ơi chiều nay á tao dẫn mấy thằng vay đi coi ha, ngôi nhà ma ở trên đồi thâm á,
Tôi nói coi được không cha? Được không? Nó được. Tưởng đâu trả vàng. Chả nói mà cái vô mà tao chỉ cái mồ, cái hai cái linh cữu nào con chị, linh cữu nào con em coi cho kỹ cho biết nghe. Sau này cái dẫn đòn dẫn ta đến đây coi cho biết. Tôi tưởng đâu trả vàng, mà lỡ có gì tao tiêu 1, 2, 3 là chạy nghe. Tôi nói ừ, đủ 4 người, đã dẫn đi bao cái xi luôn. Bao cái xi luôn. Không biết bà con lì xì cho nhiêu là có bao nhiêu làm hết. Hộ đó, tao anh em ăn hoài, uống hoài, đi đâu cũng bao. Được tốt bụng. Cái đi, taxi nó dạy nó ở đứng ngoài đường chờ, trả dẫn đi, trả chỉ. Đó, cái đó là cái mộ, cái linh cũ con nhỏ chị đó. Đồ đạc nó có sẵn, ở bên đây là con nhỏ em, quẩn trong cái phòng á. Mà cái kiến lâu lâu này nó đâu có ai lau chùi, nó hơi mờ mờ mạnh anh nó giống vô dòm đi nè. Ở đâu trời xui, đất xui, hai con mèo quang nó tấm lộn ra cái quang. Không ra chạy bay luôn. Mạnh ai nó giọt ra ngoài xe hết trơn, còn chả chậm. Có cha thẳng chứ, cái gai ăn dữ vậy. Ai vậy đâu mấy xui ra, ra ngoài hoài, sao không thấy chả ra. Tao ơi chồng cái ông taxi ông nói sao mà bỗng chậm hoài, sao đi ra đi về, người ta còn trả cho người khác. Ta vô kêu coi. Ta nói thôi ông vô kêu đi. Đi theo cha taxi nó thôi mấy ông đi theo tôi. Kêu cả ra. Mình tưởng đâu chả còn cái gì đó, chả còn đang tìm hiểu thêm. Ai vậy ông taxi dẫn mấy tôi vô chậm. Gặp cả nằm một đống. Chúng ta vỗ đồng lọt không? Chả xỉu. Ai em bé tôi tưởng đâu chả dạng. Nó kêu chạy bà con ơi. Tôi giọt một cái ngồi thấy tôi bịch lụi tôi nhanh lắm đó. Anh nói cái dẹt cái chạy mất tiêu rồi. Còn chả ở cẩm tôi tưởng đâu chả chả dạng. Ai dè xỉu. Hết tham cuộc đời. Tại vì chả lớn tuổi á, chả đi trước cho mình trơn à. Chả dẫn đi. Con nhỏ kìa. Xin lỗi nha. Buổi sáng là tiêu đề của anh Tặng đã đứng trước mặt á, lấy tiêu đề này luôn. À, cho 50 đi rồi kể như kể. Lát cái con cho cha. Rồi ha, cái con Quỳnh nó bán ở chợ chắc là đau á, nó bán rau cải củ quả, cái chả đi lợi. Ừ, sáng sớm người ta chưa có ai mở hàng chưa, chả lợi, chả nói Quỳnh ơi Quỳnh. Coi tôi có được không Quỳnh? Quỳnh tưởng nó bình thường, nói anh Tặng cũng được mà. Anh Tặng cũng được, tốt bụng, sao không phải? Hỏi tướng coi đẹp không? Tặng nó có hồn mà, Quỳnh nó có hồn mà. Cái nó rồi nó sợ bị trả bị tự lái đi. Cái Quỳnh nó nói được. Anh tướng anh coi cũng được, vừa coi tướng được mà tốt bụng nữa. Cái nó rồi Quỳnh có thương tôi hơn. Họ dưới cả trời người ta mới đem rau cải ta chưa có bán được nữa. Cả ra ta mở hàng tào lao không à. Cái anh Quỳnh nó hết hổn cho rồi. Nó nói thế giới này có chết hết đi chăng còn tôi với ông. Tôi cũng tự giận luôn. Thằng đâu mất tiêu rồi. Không biết sao ngộ đó. Không biết có ổn không. Chạy nghe. Cầm cái xe có biết chạy. Chạy nghe, đèn xanh đèn đỏ là phải dừng lại phải không. Cái chạy luôn. Chạy chạy nghe, đèn xanh đèn đỏ đèn gì cũng chạy cho nó chạy hết nha. Công an nó vượt theo. Công an nó vượt theo nó sao tới đèn đỏ mà không dừng lại. Bộ có học lực không. Biết lực không. Ông nói ông Tặng ông quay sang hỏi công an chứ ông biết tám điều răng cấm có thầy tôi không. Không có dính đâu hết chứ. Vỗ tay. Người ta hỏi chả đó là biết luật giao thông không. Chả quay sang chả hỏi chứ ông có biết tám điều răng cấm có thầy tôi không. Bao nhiêu không bà con mà thấy nghi rồi đúng không. Nghi rồi. Kêu đốt cơm không sống với khác sao được. Bà con mình ăn cơm qua nay ổn không? Ổn, cơ Tặng càng có tay ổn. Tặng đã
đâu lại đây trả 50 ngàn nè cha. Trời thiệt, tôi nghe 50 ngàn thiệt mà. Để mua tối điện bán giới chữ thì chết luôn á. Có 2, 3 con chị sớm giờ lại trong gửi ngàn rồi đó. Có 50 bà tham lam đâu được. Rồi vô bà chủ quán lãnh 50 ngàn đi. Thưa toàn thể chú vị, cho nên đó trong đoàn mình được đi ngày hôm nay được đi núi thứ nhất, thì đoàn của Thám Dưa Leo là đi cái giá bèo nhất, mà còn được nhiều anh em tu sĩ giảng viên đi theo nhiều nhất, mà giảng viên kỳ cựu nhất đúng vậy là ai? Giảng viên kỳ cựu nhất đó là chú Ba Hùng, cho một tràng pháo tay. Không phải đoàn nào mà mượn mà thỉnh ông dễ đâu đó, tại ông công việc nhiều quá, mình mời mình thỉnh khó. Chứ không phải là mời mà thỉnh ông đi, không phải vậy. Nhưng mà mời là chú đi liền, nhưng mà công việc chú quá nhiều, cho nên cái đoàn nào mà mời mà chính được chú là đoàn nó có phước đấy. Vậy là giống tay cái nữa là con không? Không, cho ba chồng cái tay đi. Để câu chuyện người già có ý nghĩa nhất rồi dừng lại tại đây đây, tới vấn đề cả. Có một triều đại nọ thông báo rằng là người già 60 tuổi trở lên là đem giết chết đi, già vô dụng, già chỉ còn đi chích thuốc thôi à, già chỉ tốn tiền thuốc men, không có còn làm gì được nữa chứ. Nó tốn hao rất khổ của đất nước, người già 60 tuổi đem giết đi, tới nước ngoài nó xâm lắm, đem giết hết. Cái ông này ông còn ông cha ông có phiếu lắm. Ông nói cha mẹ sanh mình ra mình chưa có báo hiếu được bao nhiêu, mà mình đem giết cha mình là tội bắt hiếu rồi, là tội bắt hiếu rồi. Chứ ông Thánh cho biết là phụ xử tử vong tử bắt trong bắt hiếu. Cha mẹ bảo con làm gì, cha mẹ bảo con chết mà con không chết, con không làm theo là con bắt hiếu. Mà ngày hôm nay có lệnh vua là đem giết cha mình, vậy sao được? Ông đào cái hầm, ông để cha, ông dứt cái hầm để dành nuôi cha hàng ngày. Tới nước ngoài xâm lấn nước nhà, đem vô là một đập trắng. Đối biết là con nào, con đực, con nào, con cái, đêm đó có đố rồi, không ai giơ tay. Đố con nào, con đực hoặc con cái. Cho nên lúc này không ai biết trơn, cả triều thần không ai biết. Ông có về ông buồn, ông về ông buồn, cha ơi nước ngoài đố như vậy, cả triều thần không ai biết hết. Tại người già chết hết rồi, còn đâu mà kinh nghiệm. Tuổi trẻ chỉ ham vui, ngồi phanh tay ghế là đa phần. Tuổi trẻ không có kinh nghiệm, tuổi trẻ đời bây giờ bắt quá đó thôi, công nghệ nó giỏi thôi, còn kinh nghiệm nó thua. Gần già gần cay, gừng già gừng rủi cũng có đó nha. Nhưng mà ông bà nói là gừng già gừng trai, người già mà chết hết rồi đất nước suy sụp. Cái người già cô bác cô chị mình biết kinh nghiệm đầy mình, ông bà mình nói con đi trường học, mẹ cha đi trường rồi là học hỏi nhiều thứ mới biết được nhiều cái hay. Về ông cha mới cười, ông nói chuyện đó dễ con ơi, sao dễ được, cha chỉ cho con coi. Nếu không thì đất nước ngoài đó nó coi việc đất nước của mình mà không có nhân tài là nó đang đánh chiếm nước mình. Ông nói cái con rắn cái lúc nào cái mình của nó cũng ẩm ướt hết trơn, cho nên nó mới bò phượt ở trên vậy nè, cái đầu nó bò phượt ở trên, nó nhấn cái đầu nó cao hơn. Con rắn đực cái mình của nó khô, cho nên lúc nào nó cũng cần có cái độ mát, cho nên nó bò sát ở dưới mặt đất gì không nè. Gà nói rồi triều thành với sứ giả mới đồng ý. Vậy mà chưa thôi nữa, đem cái con đi về một lúc sau, đem cái con voi rất là lớn, nhưng mà không cho căng con voi, đố biết bao nhiêu tấn, không căng sao biết được, buồn quá. Nếu mà người ta đố một hai lần là không có nhân tài giỏi đó, không trí tuệ giỏi là sẽ bị đánh. Đất nước Việt Nam chúng ta bà con mình còn biết mà, ngàn năm bắt địch dày bừa mà còn đứng dậy tống đưa quân thù, hồn tử sĩ ngàn thu đảng tỏ, gương anh hùng chói đỏ như châu. Trải qua ngàn năm giặc Tàu, trăm năm giặc Pháp, 30 năm giặc Mỹ, Việt Nam vẫn là Việt Nam. Việt Nam bắt chiến tự nhiên thành vô tranh tự nhiên đất, nên mình phải tự hào mình là người
dân đất Việt, con dân đất nước Việt Nam, đi đâu, ở đâu cũng có dòng máu chảy, bảo vệ biên thùy là trách nhiệm của người dân chúng ta. Cho nên trong lúc này, ông buồn về ông nói cha ổng, thì cha ổng đó đem cơm cho cha ổng ăn, rồi mới nói lên câu chuyện như vậy. Cha ổng mới cười, ổng nói con ơi, chuyện đó dễ lắm, tại người già người ta kinh nghiệm lắm. Con ơi, chuyện đó dễ lắm, cả triều thành mà không ai biết mà sao dễ được chứ. Sứ giả nước ngoài không cho căn con voi, đâu phải không cho căn thứ khác. Dẫn con voi xuống dưới cái chiếc phà rất lớn, mặt nước tới đâu làm dấu tới đó. Dẫn con voi lên căn đá, đẩy xuống chừng nào mà nó tới mặt nước là biết con voi bao nhiêu tấn. Ra kiều vua, cầu vua rồi nói lên cái ý đó thì sứ giả đi con. Và lúc nữa đem một cái cặp lừa bằng nhau, trẻ trung bằng nhau, đố biết con nào mẹ, con nào con. Không trí tuệ thì mình làm sao suy nghĩ ra được. Nhiều khi có một chút xíu thôi mà mình làm cũng không được, tục chặt hoài. Về mình tâu với ông cha mới nói bỏ đói 3 ngày, lựa cái bỏ cái bóp, cỏ thiệt là ngon, mơn mởn, xanh mơn mợt, cỏ từ đằng xa. Hai con này mở dây nó tự chạy lại, con nào chạy trước, con nào dành ăn, con nào chạy sau, con nào nhường miệng là con đó mẹ và con mà dành ăn, con mà chạy trước, con đó là con nào nhường miệng, con nào đi chậm rãi lai rai, con đó là mẹ. Cho nước nhà một tràng pháo tay. Cho nên trải qua bao nhiêu giông tố, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, nhưng mà chúng ta có ý chí nắm tay cùng nhau lập vững kinh tế của đất nước, lập vững tinh thần dũng mãnh, thì nước ta cường mạnh và vững bền lâu dài. Và trong đoàn chúng ta được đi cúng giếng như thế này, được phước báo thứ nhất là trong đoàn tắm dưa leo đi rẻ tiền nhất, thứ hai là được có người lớn tuổi cao niên nhất giảng viên kỳ cựu, đó là chú Ba Hùng. Sau đó nữa thì được các huynh đệ cũng như Siêu Mỏng, cũng như Quốc Dũng, cũng như Bé Dưỡng và tất cả những huynh đệ khác đi theo ủng hộ, cũng như Để Giang là người hướng dẫn bà con cúng, hoặc là trong đoàn mình dẫn đi rất là nhiệt tình, rồi dân tặng, rồi tất cả các huynh đệ, rồi cũng như để toàn để hỗ trợ cho bà con mình đi chuyến đi này. Thì thôi, lời nói nãy giờ chúc tặng cho cô bác che mình một hai cái niềm vui, một hai câu chuyện về trí tuệ, kinh nghiệm trong cuộc sống, kinh nghiệm trong cái bước đi của mình, và lập trường làm sao kinh tế đất nước cho bền vững, là mình sống mãi với thời gian. Dù cho cỡ nào đi chăng, dù cho bệnh dịch tới đi chăng, chúng ta cũng không sợ. Vì nếu người nào bệnh thì người kế bên phải lo tiếp giùm, thuốc men gì đó thì báo cho biết liền. Mình lo với nhau cùng nhau như vậy, bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống như chung một vàng. Mùa dịch vừa rồi, bà con nào mà đem đi cách ly thì bà con bên ngoài đó mua rau củ quả đồ để cộng tác cùng chung với lo và thuốc men gì đó, ở ngoài đi kiếm xả, kiếm gừng, kiếm chanh đồ đưa vô tiếp, tất cả hỗ trợ cùng nhau như vậy đó mới bền vững, mới duy trì mãi mãi với ngàn đời. Chúc phúc cho chú vị mình thành công tốt đẹp trong ấm gia đình cùng xã hội đất nước này, trên thế giới này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cũng cảm ơn Minh Dũng. Sáng giờ cho quý vị uống vài giọt nước, cho vài giọt kẹo lặng, ngọt quá, vui quá. Rồi từ từ nữa đây, tối nay rồi hay là ngày mai nữa, Minh Dũng cho quý vị những món ngon thêm nữa. Thì cũng xin cảm ơn Minh để chia sẻ cho bà con những cái nụ cười. Trên đây ông bán thức bổ nhiều lắm quý vị ơi. Rồi hang ngăn là một nụ cười và 12 thức bổ. Thì mỗi một điểm dưới mình cũng sinh hoạt đều đáng lẽ bữa nay là mình kinh hen lắm quý vị. Nhưng mà vì hai ngẫm ướt, nếu mà vô thì giống như cái áo của mình, giống như cái nồi lao hết, công nhiêu lóng hết. Thôi bây giờ mình tập trung lại để mình cúng, rồi mình đi tới điểm thứ hai là cố nhân miếu. Hôm nay Minh Phận giới thiệu đó. Mời quý vị đứng lên, lột nón xuống. Rồi mình hướng tâm về... chúc
mặt chúng ta có thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng tượng trưng cho Tam Bảo Phật Đài Vô Vi. Thì hôm nay là ngày 26, tất cả phái đoàn Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng chúng con có trở về Thiên Cẩm Sơn đang viếng qua hang Điện Kính, và đang trước mặt chúng con có là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát để tượng trưng cho Tam Bảo Phật Đài Vô Vi. Mời quý vị hướng tâm về trước mặt chúng ta kính ba sáng và chắp tay dâng lên trán nguyện: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay tất cả chúng con có trở về hang Điện Kính, đang quỳ trước chánh điện Vô Vi Tam Bảo Phật Đài để cầu nguyện cho hai cõi âm siêu dương giới, cầu nguyện thế giới năm châu không còn chiến tranh, bệnh dịch tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhà nhà ấm no vui tươi hạnh phúc. Cầu nguyện cho cổ quyền thất độ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho ba tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho mười phương pháp giới chúng sanh đồng được quy Tam Bảo tu hành giải thoát, và cầu nguyện tất cả chúng con khi đi chuyến núi này về được giải hết quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, và về nhà phát tâm lòng lành ăn chay tu hiền theo giáo lý Đức Phật Đức Thầy cho đến ngày viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Xá bốn xá tự đại diện cho bốn lại và xá chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật, bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và buổi cầu cúng đến đây đã xong rồi quý vị đi, rồi ai có hành trang gì mình chuẩn bị mình đi quý vị ơi, đi đi trên đó luôn. Ốc quả mại em đi 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 ơi. Đọc bài hát nó thôi đã đọc bao nhiêu rồi hoàn toàn mà quà vậy. Uống không này còn đi. Để ban thưởng cho mình cái cuộc sống vui
Bắt đầu đoàn tiến thẳng về điện mùa hâm nữa quý vị. Đoàn này có 200 người ơi. 200 mấy, hello, chào mọi người. Vui quá. Vui quá, vui phải không? Cố lên, cố lên. Dạ chào chị. Cố lên mấy chị ơi, khỏe mấy chị ơi. Dạ rồi chào. Nhỏ con em nó đi lên núi bẩn cái giò nó. Chào cũng ghê. Dạ. Vậy là cái đó cô dặn cho lại. Khỏe lên xiết lên đây, khỏe bà con ơi. Lên đây bằng. Lên đó đi rồi khỏe rồi mệt tiếp. ráng lên cô ơi, đi chuyến này đổi tướng rồi đó, đi chuyến này là về là dạo hết trơn ha. Người nào cũng đổi tướng hết rồi. Dạ đúng rồi. Về chứ này ai cũng đổi tướng là ai cũng giàu hết trơn rồi. Đổi tướng thì em biết em hay đổi tướng tất nhiên là có. Chưa gãi, chút gãi đèn chút.
Kiên Giang được giá. Kiên Giang nữa được giá. Lội quá lội rồi. Nó về già lắm á, thầm gậy. Đã có như mình đi thật xa luôn. Dạ dạ. Hát nghe để dành mùi, để dành nghe. Chào mọi người. Dạ, chào mấy cô, đi khỏe mấy cô ơi. Dạ. Khỏe mà vui nữa phải không? Vui, vui, khỏe. Nghe mấy đệ đọc giảng, nghe mấy đệ kể chuyện là thấy hết mệt mỏi. Dạ, rồi cảm ơn cô. Cửa sông nhiệm đài.